Giới chức Trung Quốc vừa mới cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, giao thông trên hầu hết các tuyến đường ở Tibet đã được nối lại sau khi lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu gần 200 chiếc xe bị chôn vùi vì tuyết rơi dày đặc vào ngày hôm qua 14 tháng 3. Tổng cộng có tới 198 chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết ở quận Nhanlam, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận bão tuyết càn quét qua Tibet. 96 nhân viên cảnh sát cùng 500 người khác đã cùng tham gia vào công tác dọn tuyết để giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt trong lớp tuyết dày tới 70 cm. Giới chức địa phương cho biết công tác dọn dẹp tuyết đã giải phóng các tuyến đường còn lại sẽ được tiếp tục tiến hành trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3.